Xin mời chị ạ. Con chào Viện Diệu Chùa và xin chào quý vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Con là Võ Thị Tiếp Vi ở thành phố Biên Hòa. Hôm nay con có vài câu hỏi muốn mong trưởng ban giúp con giải thông được. Câu hỏi là cái thời xưa Đức Phật dạy pháp tu thiền tông này thì có nhiều người rất nhiều người giác ngộ, mà nhưng tại sao thời hôm nay pháp môn thiền tông này ra lại không có ai giác ngộ ạ? Ai dạy giác ngộ nhiều? Đức Phật hả? Ai dạy giác ngộ nhiều, ai dạy giác ngộ ít? Con phải nói cho rõ. Dạ không, ý con hỏi là cái thời xưa á, rất là cái thời mà vẫn còn Đức Phật ngự thế á, thì có nhiều người cũng giác ngộ lắm, nhưng mà sau thời nay thì ít có người giác ngộ á. Thì Đức Phật là đấng tối cao giác ngộ, ta có được siêu tại thần lực thanh tịnh thiền, cái lời nói ra thì nó có cái lực thì người ta dễ giác ngộ. Còn đời này có ai đâu, mấy ông phàm phu ngồi đây không, phàm phu tục tử ngồi đây không, làm sao giúp? Mà chỉ đọc cái quyền ký lại cho nghe thôi rồi tự mình tu chứ tôi gì nó sợ chết cũng nổ sình ra chứ không có thơm tho gì đâu. Thì làm sao ấy, tôi có cái nhiệm vụ phổ biến ra thôi nha, chứ đâu có cái lực mà nói ra để cho quý vị giác ngộ, không có cái chuyện đó. Mà hồi xưa Đức Phật là cái ông khai sáng ra cái này, là người ta tu được vô lượng công đức, mà một vị Phật chánh thống luôn. Một đời chỉ có một vị Phật thôi, còn mình ở đây là gọi là đệ tử Phật thôi, đi theo nghe lời ổng thì cũng kiếm chút công đức trở về Phật giới thôi, chứ còn mình đâu phải là Phật. Về bển trở thành Phật con, Phật cháu gì đó thì ở bển đó, mình đâu cần phải đi về bển để hưởng một cái an bình trong cái điện từ quang. Còn ở đây hưởng trong cái quy lực vật lý, điện từ dương nó kéo. Thì bây giờ mình biết mà chạy về bển thôi, biết công đức chạy về bển thôi. Còn cái chuyện mà giác ngộ không giác ngộ thôi, con đừng có hỏi. Bây giờ hồi xưa đừng so sánh với ông Phật. Ông Phật là ta toàn năng toàn giác, mà bây giờ còn mình đâu có gì đâu giác. Thì thôi bây giờ phổ biến quyền ký ra. Mà bây giờ đó, thiền tông bây giờ nó có giúp mình được cái này nè, không có mê lầm. Hồi xưa không biết cái tháng nào, năm nào xuống núi Sam lại sói đầu hết, mà lại ai lại cô hồn. Bây giờ biết thì không đi, mà có đi thì đi chơi chứ đừng vô lại, đừng có xin gì đó. Hồi đó không biết ai xuống bỏ tiền ra mượn tiền đem về, năm tới xuống trả. Lên núi Bà Đen lại gần chết luôn, chùa nào cũng vậy, vô lại sói đầu. Bây giờ chùa này không cho lại. Thế là bây giờ phận muốn biết giải thoát cái lo đi con, lo tạo công đức con về Phật giới đi. Nó con hỏi vậy thì con hỏi chứ bây giờ hồi Đức Phật mà bây giờ con so sánh với cái thời này sao được? Không có bằng Đức Phật đâu. Đời này nói không ai giải thoát, mà bây giờ có nói rồi có nhiều người ta chửi lại luôn á, chứ đừng có không có giải thoát nữa đâu. Thành ra thôi, có thỏa mãn không? Hỏi mãn thì hỏi mới hỏi tiếp câu khác. Dạ. Dạ, cho con hỏi hiện nay có nhiều người hay xưng mình làm thiền sư á. Vậy giờ như vậy thì mình làm sao mình để phân biệt được thiền sư thật với giả? Thiền sư thật, thiền sư giả dễ ợt. Thiền sư giả đó thì mới bài biện cầu kỳ. Cái thứ thiệt người ta không có nói cái này. Khi nào thứ thiệt không biết ông đó thiền sư luôn ha. Thứ thiệt không biết ông thiền sư, mà người ta nói tôi chuyên môn nói về giải thoát thôi, tôi giúp mình giải thoát, đó là thiền sư thiệt. Còn thiền sư giả con mới nhìn thế này nè, đi thì phải đi cho nghiêm, phải có cái dù che, có cái lọng che. Thì giả đi trước đi sau giống như đồ tùy tùng đi vậy đó, cái đó là thiền sư giả đó. Hỏi chứ nếu mà còn con biết thiệt giả con đó, thưa thầy thiền sư dạy con giải thoát, ông đứng lại ông dạy con là đúng. Rồi ông cười ông đi luôn. Là giả đó ha. Hoặc là vô cái chùa của ông, ông nào thiệt là cái vậy á. Nhưng mà nên nhớ là có một điều, cái thiền sư thiệt á, cúng người ta không lấy tiền đâu, mà ép người ta lấy tiền. Người ta hỏi điều kiện, hỏi cúng để làm cái gì, cúng cho thầy ăn, thầy không lấy đâu.
Cúng để làm cái gì mà con tạo công đức người ta giúp. Còn thứ giả hả, cái gì cũng là họ lọm hết. Đó. Cái này nó dễ dàng đó, dễ dàng phân biệt. Mà nói cho con biết nha, hiện giờ tại nước Việt Nam này không có ông thiền sư nào thiệt hết. Nói cho con biết, tìm đi, nếu ông nào thiền sư thiệt đó là cho tôi hỏi một câu thôi. Nếu thiền sư thiệt là phải biết, còn thiền sư giả là kể như không biết, phải vậy thôi. Mà nói cho con biết là thiền sư thiệt Việt Nam không có, mà chỉ là nghe danh thiền sư thôi. Người ta cúng nhiều quá thì cái bắt đầu cũng mang danh thiền sư vô để đi kiếm tiền. Trời ơi, chỉ nói là thiền sư A một cái là lại chết luôn, rồi tiền đổ vô. Ai không thích, tại vì ở đây không có nhiều người, người ta cạo đầu cũng xưng thiền sư đi, thiếu gì người ta cúng tiền. Rồi con thỏa mãn không? Không ai hỏi tiếp. Dạ. Cho hỏi thêm mà, ở chùa Thiền Tông thì là dạy tu giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà nếu như người ta tu theo bát chánh đạo như vậy thì có giải thoát được không ạ? Bát chánh đạo là 8 con Phật giới, thấy không? Dạ. Nếu đi đúng là giải thoát. Còn nếu mà nó biết 8 con đường mà không biết con đường nào, bữa nay chạy đầu này, mai chạy đầu kia, lục tổ nói gì? Chạy riết là thành u não. Lục tổ quên ăn, chạy riết là áo não luôn. Bát chánh đạo là 8 con đường về Phật giới. Mình muốn đi con đường nào, đi một con thôi. Đi bằng con đường nào? Ông Xá Lợi Phất đi bằng con đường nhãn căn duyên thông đó. Còn ông A Nan Đà đó đi bằng con đi nhĩ căn duyên thông đó. Đó, hai ông đó đi. Rồi trong 36 vị tổ thì con tiệm đi, ông này đi con đường này, đi đường kia, đi nhiều đường lắm chứ không phải không? Cái ông gì mà nghe cái búa, cái gì, cái rựa mà văng vô gốc tre, ông cũng ngộ đạo á. Cái chén bể ông ngộ đạo á, thấy không? Rồi nghe ông kia chửi ông cũng ngộ đạo á. Thì mỗi người đi một con đường, 8 con đường đi giờ, nhưng mà mình có biết đường đi không, hay là nghe nó bắt chánh đạo cũng nhào vô, rồi mới tới đầu đường nó đứng lại, người ta kia kéo quay trở lại. Rồi con hỏi đi, bác trả lời tiếp. Hồi sáng con có nghe bác nói tức là 5 chữ là ngộ nhập Phật chi kiến. Nếu mà nói ngộ là ngộ cái gì, nhập như thế nào, Phật là ai, chi là sao, gọi là chi kiến tức là như thế nào ạ? Ngộ nhập Phật thì ngộ là hiểu biết, nhập là vào, tri là hiểu biết, kiến là thấy. Mình có nghĩa là mình thấy được cái tánh thấy thanh tịnh của mình đó thì mới gọi là ngộ nhập Phật tri kiến. Bởi vậy thành ra các thiền sư cứ nói thế này, anh phải kiến tánh đi rồi mới hiểu được này. Bây giờ mình phải tánh kêu bằng thấy được bằng cái tánh Phật của mình, đó là gọi là kiến tánh đó. tánh này tánh Phật của mình. Mà cái gì pháp, cái này phải phá được cái vô minh này nè, phải hiểu xuyên qua cái vô minh rồi mới nhìn thấy được tánh Phật. Con nên nhớ rằng khi mà Đức Phật còn tại thế, ông Xá Lợi Phật chỉ thấy có mấy giây về Phật giới thôi nha, thấy bằng tánh Phật đó, không phải đơn giản đâu. Còn bây giờ ai ngộ nhập Phật tri kiến được đây? Có quyền ký hầu đó thì mình không biết tánh Phật là cái gì, không biết tánh người là sao, trái đất này nó là sao. Bây giờ quyền ký nói ra hết, thì đó là mình không cần ngộ nhập Phật tri kiến, nhưng mà mình vẫn biết hết, cũng nhập được những cái quy luật luân hồi của trái đất này, và biết được con đường trở về Phật giới. Đó là quan trọng nhất, là mình có muốn về là không, có công đức hay là không, hai cái phần này phải cho quyết định. Còn bây giờ con đường về Phật giới thì mai mốt 40 phần tuyệt mật sẽ nói con đường này đi, ta chỉ cho lối đi. Nhưng mà mình muốn đi là không. Có nhiều người nó cũng giỏi lắm, nghe Thiền Tông hay lắm, vào vô 3 bữa chạy trốn mất. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, ngộ là hiểu biết, nhưng mà hiểu biết như thế nào mới là đúng nghĩa của từ hiểu biết ạ? Bây giờ hiểu biết là con sanh ra bằng cái gì, bởi cái gì, nguyên do gì con sanh ra? Con có hiểu cái này chưa? Thì vậy con còn vô minh rồi. À, nghe làm trước này học Thiền Tông đã đợi về vô minh chưa mở ra.
Đó là ta nói là thật tánh từ trong Phật giới đi vô đây, đi vô làm con dòng tộc để tạo công đức, nhào vô mượn thân con người đi tạo công đức, không tạo tạo ác đức, tạo phước đức không, thì con chưa có ngộ. Nếu con ngộ, con hiểu được cái này, chưa ngộ gọi là còn vô minh. Được yeah. Chừng nào con hiểu được nguyên tắc hết, từ luân hồi cho đến giải thoát, con mới là ngộ. Rồi nhập là con phải sống được với nó, sống được cái ngộ của mình. Nhập á, phải vô được cái này. Sống được rồi mình phải hiểu, tri kiến là mình phải thấy rõ ràng cái mình thấy. Đó là ngộ nhập Phật, tri kiến là cái đó đó. Mà mình bây giờ chỉ nói và không chịu ngộ, và chỉ nói bằng ngôn từ, giống chẳng khác gì đem kinh ra tụng mà không biết kinh nói cái gì. Con hiểu không? Dạ. Thì ráng đi. Cái này đâu phải chuyện muốn ngộ nhập Phật tri kiến thì dễ đâu. Đó, bây giờ hỏi con, giống như anh gì nè, hỏi gì, hỏi cái tâm. Anh không hiểu thì anh mới hỏi cái tâm. Tâm là tim mà không hỏi. Nha. Thì bây giờ con hỏi chứ ngộ ngộ cái gì? Con nói con ngộ rồi, hỏi ngộ gì không biết. Chứ có gọi là nói văn, nói ngôn ngữ thôi, không có phải là trên thực tế. À, thành ra bởi vì tôi nói là, bởi vì ông Phật bảo là tụng kinh cho nhiều, tụng là đọc, đọc cho nhiều đi. Đọc chừng nào mà ngộ thôi, rồi mới nhập. Còn mình chưa ngộ làm sao nhập? Nhập là cái gì? Là kiến tánh đó. Mà nếu đọc kinh mà nếu mà nó kiến tánh là nó đã xong rồi, thì chỉ còn biết con đường. Không có cái, trên thế giới này không có cái gì mà lai chuyển được mình. Mà muốn về Phật giới thì đi con đường rõ ràng, trong đó người ta chỉ cho mình đi bằng con đường công đức. Công đức mình tạo bằng cách nào là tùy mình. Có tiền tạo theo, có tiền không tiền tạo theo không tiền, chứ không phải là không tiền có tiền về được không tiền theo. Cái mà quan trọng nhất là mình có nhiệt tình muốn về không, nhiệt tình muốn làm tạo công đức không, là cái đó là cái mối quan trọng. Rồi con hiểu không? Còn không hiểu ngộ nhập thì nói anh em trong ban quản trị dạy cho con ngộ nhập. Rồi dạ cho con hỏi là ở bên hông chùa con thấy có chữ là tam vô, mà dưới chữ tam vô có ba cái vòng tròn nhỏ, và ở dưới bảng nữa có ghi là tứ đại và pháp thân, thì con muốn hiểu là ý nghĩa cái khung chỗ này là như thế nào mà để như vậy ạ? Tam là ba, vô là không. Thì trong kinh Kim Cang nói sao? Không, không, ba cái không có nào có, nào thật hết là tam vô. Mà cái pháp thân, cái pháp kêu bằng tứ đại và pháp thân. Cái gì tạo ra pháp thân? Cái tứ đại này đi làm cái công đức để khi trở về mới thành pháp thân. Thì văn tự người ta chỉ viết ngắn gọn thôi. Không có tứ đại này thì không có pháp thân. Tứ đại này mình đức cái tánh Phật mượn thân con người để tạo công đức mới về Phật giới mới có pháp thân. Đó thì người ta nói gọn pháp thân, tứ đại và pháp thân. Nếu tứ đại thì người ta nói là tứ đại tạo ra pháp thân. Mà ta nói ngắn gọn giống như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Quan, Long nữ thành Phật. Chứ sự thật không phải, nó mất một chữ. Long nữ dạy thành Phật. Nên nhớ nè, chứ không phải là nữ làm Phật. Mới biết cái này phải dạy lại cho mình biết. Nhưng bây giờ không biết, bảo có thành Phật mình không biết. Nhưng mà đều tất cả những gì mình nói ở đây thì Long nữ đều có công đức. Nếu có người nào vì cái gốc này của Long nữ đưa ra mà mình ở đây mình mới hiểu được. Nó còn nếu thì Long nữ sẽ tuy có về Phật giới nhưng pháp thân Long nữ vẫn mở ra, vẫn lớn. Mà không phải Long nữ lớn đâu, mà Thích Ca vẫn lớn luôn. Chừng nào mà trái đất này giáo pháp Thích Ca không còn thì giáo pháp Thích Ca mới đóng lại, thì pháp thân Thích Ca mới đóng lại. À, con hiểu không? Đó, thành ra bởi vì tôi nói cho rõ cho con này. Tứ đại là tạo công đức trở thành pháp thân, có hiểu không? Không hiểu thì cứ hỏi tiếp. Dạ, cho mình nhìn tứ đại là tạo công đức để tạo thành pháp thân, mà nếu một người đầy đủ công đức về Phật giới thì mới tạo ra được ngôi nhà kim thân Phật, mà cái công đức mình gọi là vật tư. Nhưng mà nếu mà theo quy luật của vật lý ở đây thì những vật tư ở vật lý mình giống như xây cái nhà thì có thời gian nó sẽ thành diệt.
hư hoại, vậy thì cái ngôi nhà pháp thân của mình là tạo được từ công đức, vậy thì nó có bị hư hoại không ạ? Ở bên này nó cấu tạo bằng tứ đại là nó thành trụ quệ gì vậy? Điện từ âm dương nó cuốn hút, nó sẽ chuyển thành một cái luân hồi ha, thì nó mới có thành trụ quệ gì vậy? Còn bên kia điện từ quang nó không có nằm cái này. Tất cả đồ kim thân, Phật, pháp thân, thanh tịnh, tất cả gì bên đó nó cấu tạo bằng điện từ quang, nó không cấu tạo bằng điện từ âm dương. Còn tất cả những các cõi trên ta gọi là cấu tạo bằng điện từ âm dương. Nhưng mà cái dòng một là gọi là điện từ âm dương có 5 màu sắc thôi. Rồi cái lên trên nó 12 màu sắc, rồi lên nữa là vô sắc. Thì nó đã điện từ dương nó luân chuyển là nó phải đi theo cái thành trụ huệ diệt. Còn bên kia nó không có cái đó. Thành ra Phật của nó là giờ muốn mà không có thành trụ huệ diệt thì phải về Phật giới ở. Còn ở bên này ông ở đâu cũng bị luân hồi hết, cũng bị thành trụ huệ diệt hết. Vì thế mà Đức Phật Thích Ca có nói vậy nè: dù có làm chúa cõi trời, làm vua cõi người cũng bị luân hồi hết. Con hiểu không? Vậy trong quy luật vật lý mà. Ở đằng kia thì ở mình đây 100 năm tờ dục giới thì hoặc thượng đế 1.000 năm, tịnh độ 10.000 năm, vô sắc 100.000 năm, rồi nó cũng đi theo quy luật nó trở lại. Rồi con hiểu chưa? Con hiểu thì cứ hỏi. Con hỏi thêm à. Con coi trong cái nghiên cứu của các nhà khoa học, người ta nghiên cứu một cái hố đen và hố trắng của vũ trụ, thì cái mô hình của hố đen người ta nghiên cứu được, nếu một vật gì mà rơi vào trong đó thì nó có thể bị mất hoàn toàn, không để lại dấu vết. Còn cái hố trắng nơi mà đi ra thì những vật có thể đi ra, có thể những hình thái nó sẽ tốt đẹp và hoàn hảo hơn. Vậy thì cho con hỏi, cái hố đen này có phải là trung tâm vận hồi của luân hồi của trái đất không ạ? Và cái hố trắng này có thể được xem là cửa hải chiều dương của tam giới không ạ? Tam giới khoa học không thấy được đâu, mà nó thấy được cái hố đen vũ trụ á, là nó có thấy thế này. Đầu tiên nếu mà nó hút đầu tiên vô là hút cái gì trước? Trái đất này thí dụ mà tan rã, nó hút cái gì trước? Là cái luồng điện á, nó hút liền điện từ âm dương hút để cho quay trước đi. Ha, nó quay xong, nó quay đạt chuẩn rồi thì nó sẽ hút cái hành tinh lửa đó, nó đưa vô để gì, nó quay cái đạt chuẩn luôn. Rồi sau đó đó thì nó hút cái hành tinh mà gọi đất chịu nhiệt quay vô, ổn định xong rồi thì cái đất mà gọi đất để mà tạo sự sống á, nó đưa vô. Rồi sau đá, rồi sau đó nó hút muối đưa vô, rồi hút nước đưa vô mà nó quay đạt chuẩn, mà tới cái độ mà gọi là nó chuẩn quá được cái vật lý á, thì mấy ông trời tiết thiên dương này mới nhìn thấy ở trong các cái hành tinh á, bể á, coi có cái hành tinh nào nó bể mà nó còn thực vật, hút vô rải lên, nó kêu là tạo thảm thực vật. Mà một cái câu chuyện đó nó xảy ra hàng trăm năm chứ đâu phải. Còn khoa học mình coi 2-3 ngày, 2-3 tháng mà đâu biết được. Có nhiều khi thấy cái màu trắng đó là nó đang hút nước á. Con nên nhớ nè, vừa nước mà nó vô hút vô rồi á, thì nó mất cái lỗ đen vũ trụ liền. Nó đâu còn thấy lỗ đen nữa mà nó thấy nước không. Mà nước đi vô đó hàng mấy chục năm mới đi vô hết. Nó hút từ các hành tinh nước đi vô. Thì cái khoa học bây giờ nó thấy cái này, nó tưởng đâu đó là cái lỗ đen mất, nhưng mà chứ không phải. Nó là cái nước đi vô. Còn nhiều khi á, nó hút vô cái hành tinh lửa vô, nó thấy mất cái lỗ đen luôn, thấy đỏ tươi. Nó tưởng đâu là cái hành tinh quả tinh, không phải. Cũng cái đơn vị đó, chỗ đó mà nó biến chuyển. Nó 5-6 lần mới trở thành một cái hành tinh tứ đại được. Mà một cái thời gian của nó hút vô đâu phải 1-2 ngày đâu. Hút hàng cả trăm năm. Thành ra người ta thấy, người ta học sát vậy thôi. Còn bây giờ thấy nó, bây giờ nó là thấy hành tinh này kia đó sự thật. Nó chỉ là thấy hành tinh vật tư thôi. Chứ còn hành tinh sự sống khó thấy. Bởi vì trái đất mình á,
mà đi lên trên cái cõi A Di Đà đó, nó cách có chỉ một vòng hoàng đạo thôi, mà ông Phật ông nói là 84.000 ức cõi, cái sức xa của nó vậy. Ức cõi là gì? Một cái cõi là phải đi qua một cái hành tinh, mà 84.000 cái hành tinh vậy mới tới Phật A Di Đà. Mà con tính rồi, mình là ở vòng một, mà A Di Đà đó thì cách một cái trời, một cái vòng hai ở A Di Đà, vòng ba, mà nó cách như vậy. Mà ông Phật không nói cái cách cái tứ thiên vương bao nhiêu, hoặc là trời thượng đế gì không nói, nhưng mà ông chỉ nói là cái hành tinh của Đức Phật A Di Đà. Thì con thấy nó là khủng khiếp xa chứ mấy. Mình thì thấy dùng viễn dụng kính thì thấy vậy thôi, chứ còn không đi được đâu. Mình sao mình đi làm sao? Đi chừng mình cao lắm, mà nhiên liệu của mình đi tới cho 30 năm đi. Rồi mình bây giờ đậu kỹ sư 30 tuổi đi, đi 30 năm tới 60 tuổi, thời gian ở đâu ngồi trên đó mà có kiếm đồ ăn ở trên cái phi thuyền đó được. Nhưng mà khi mà, nhưng mà một con người từ ở đây mà đi qua bên kia, nó có cái cách khác của nó. Có nghĩa là đi năm ăn năm thua đó. Thí dụ cái đất này mà đang hai người ta đang đánh lộn với nhau bằng nguyên tử, thì cái chỗ nào mà chưa bị ảnh hưởng bay liền, phóng phi thuyền đi hên xui, mà giống như nhà cháy bắt đầu chạy. Thì mình kêu bằng 1.000 người đi, chỉ còn 5-3 người tới thôi, còn bao nhiêu nó cũng thành bụi không gian hết, bụi tam giới hết. Thành ra cái vấn đề mà thấy cái lỗ đen vũ trụ tự nhiên đi biến trắng biến đỏ này, là nó tùy theo cái lực hút của nó là cái gì. Hút lửa nó đỏ tươi, còn hút nước trắng bốc, còn hút đất thì nó xám, nó giống như cái màu đất. Người ta thấy vậy, ta tưởng nó, ủa cái sau này cái này nó biến chuyển. Đó là cái sự, cái do là cái lỗ đen vũ trụ để hút vào trong cái, trong gọi là cái nhà máy sản xuất ra hành tinh á, chứ không có gì lạ hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Con hỏi thêm một ý à. Nếu mà một người mà kiến tánh thì có thể thấy được cái trung tâm luân hồi không ạ? À? Không. Nếu mà muốn là, bởi vì cái trung hải triều âm là mình không thấy được, mà thấy được cái hải triều dương của trái đất thấy được. Còn cái hải triều dương của tam giới đó, là khi nào mình vào được trung tâm vận hồng luân hồi mà kêu bằng Phật nhãn mở ra mới thấy, còn không Phật nhãn không mở không thấy được. Cái phần này mai mốt nữa sẽ có cái bản vẽ để nói cái cách của cái một người thành Phật đi ra, người ta sẽ nói cho con hiểu. Dạ. Chứ bây giờ diễn tả này nó dài dòng lắm. Dạ. Nha, nó chằng chịt lắm. Khi nào xong, mà nếu mà người nào có tạo được cái hình 3D đó thì mới hiểu được cái chuyện này. Còn không tạo được hình 3D khó nói, bởi vì mình nói người ta không hình dung được. Mà trong quyền ký là kinh nghiệm, là trong cái tam giới mà nói vậy người ta không hiểu. Mà mai là nói về mặt cắt ngang đó. Chứ nếu mà nói là 3D người ta cũng khó. Còn có phần này thì con cứ đợi đi. Thì nữa sau công bố quyền ký, chú phải cho công bố ra cái vấn đề mà con đường về Phật giới. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thôi con hết rồi ạ.